Sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức tổng thể lễ truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở thôn Tân Xã, xã Bát Lòng, huyện Đắk Rông. Dự lễ truy điệu và an táng có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo thành phố Đông Hà và huyện Đắk Rông. Trong niềm xúc động và thành kính, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 21 tháng 5 năm 2021, được sự hỗ trợ của nhân dân, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968 đã phát hiện khu mộ liệt sĩ tại thôn Tân Xã, xã Bát Lòng, huyện Đắk Rông. Sau gần 2 tháng tổ chức quy tập, đội quy tập với sự hỗ trợ giúp đỡ tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Đắk Rông và xã Bát Lòng đang khẩn trương tiến hành cất bóc quy tập được 40 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều chi vật. Trong điều văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đang góp phần làm nên thắng lợi cuối cùng của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí cho biết, để góp phần đền đáp công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã không quản ngại khó khăn gian khổ, huy động tất cả tâm lực, vật lực để tìm kiếm, cất bóc và quy tập hàng ngàn hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại các nghĩa trang và gia đình. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị nguyện quyết tâm bảo vệ đến cùng thành quả mà các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu để có được.